Hello mọi người, em xin chào tất cả anh chị em yêu Lan nha. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người một số các mặt hoa tại vườn nhà em nha mọi người, nhưng mà không có hàng nụ mọi người ha. Hôm nay chủ yếu là hàng lá thôi, cũng hết hoa luôn rồi, vườn em hết hoa rồi mọi người. Ở đây em có một cây 450 nha anh chị. 450 chậu này thì em cũng mới vừa thuần độ khoảng tầm là chừng tuần lễ, hai tuần rồi, một tháng rồi đó. Rễ thì nó có ra rồi nhưng mà nó chưa bám ở dưới đáy chậu nha mọi người. Rễ nó ra rồi nhưng nó chưa bám đáy chậu. Thì hướng này rất là khỏe và rất là đẹp, đủ mắt cho anh chị mình chơi luôn nha mọi người. Hai lá rin và hiện tại là đang lên mầm như thế này nha. Hướng này thì em chia sẻ với mọi người, hai lá một mầm giá là 1,8 triệu nha mọi người. 1,8 triệu bao ship nha, 1,8 triệu bao ship. Anh chị mình coi giùm em, rất là khỏe và đẹp luôn, mắt còn đầy đủ nha. Một chậu này thuần rồi, chia sẻ với anh chị giá là 1,8 triệu bao ship, mã 450 nha mọi người. Một cái cây đỏ mà đang được rất là nhiều anh chị săn lùng luôn á mọi người. Cây đỏ này rất là đẹp và rất là đáng chơi nha. Tiếp theo đó em có một cái cây 21. Mọi người, em có mấy cái cây này dễ thương lắm, để em chia sẻ cho anh chị. Em sẽ lên cho mọi người xem nè. Em bán lá chớp nha mọi người, lá sọc chớp đó, rất là đáng sưu tầm. Ở đây thì nếu mà anh chị nào thích thì ba lá, em chia ba lá này cho mọi người. Một, nói chung á là cái chậu này nó bị phần đuôi là nó hết mắt hết rồi mọi người. Phần đuôi hết mắt hết rồi, nó chỉ còn được từ cái lá này đổi lại thôi. Đó, ở đây cũng còn mắt. Nguyên một chậu này đi, khỏi tách ra, chia cho mọi người nguyên một chậu này giá là 2 triệu nha mọi người. Nè. Nha, lá chớp nha. Sổ hoa giùm em nha mọi người, hoa là vườn em chưa sổ đó. Hiện tượng mình đem về mình trồng mình kiểu như là đó, mọi người thấy chớp không? Rất là rõ mọi người, chớp rất là sâu, rất là đỏ và đẹp ha. Mình lấy may mắn mình sổ mọi người nha. Em chia hết một chậu này giá là 2 triệu. Anh chị thấy chớp giùm em không? Chớp rất là sâu và rất là lọ rõ ha. Chậu này thì không có mặt hoa nha mọi người, đợi sổ thôi. Đó, 2 triệu. Anh chị nào yêu thích thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0914727162 nha mọi người. 0914727162. Em có cây bánh trung thu đẹp lắm. Rồi, ở đây có hai chậu đang ngủ, chia sẻ với mọi người. Cây này cây Mỹ nha mọi người, nó là một trong những trái cây Mỹ, brass của Mỹ nha. Là một trong những cái dòng cực kỳ đáng sưu tầm luôn. Cây Mỹ thì mình biết rồi đó, giá của nó thì hồi đó rất là cao nha mọi người. Nếu mà ai chuyên gia săn lùng cái hàng Mỹ để mình chơi thì mình biết giá của cái cây, những cái cây tuy là brass, tuy là cây nhỏ nhưng giá của nó rất cao và rất đáng sưu tầm ha. Chậu này là Golden Glory, là một trong những dòng brass Mỹ, brass Mỹ nha. Nguyên một cái chậu như thế này chỉ có một nhát cắt thôi, một nhát cắt cho anh chị mình sưu tầm thôi. Có nụ luôn. Thì chậu này em bán, hôm nay là em bán với cái giá êm cho mọi người chơi, tại vì chủ yếu là em hàng bông bự không à. Lâu lâu nó sẽ có những cái cây bông nhỏ thì em chia sẻ đảm bảo với mọi người là giá rất là êm, và êm hơn so với thị trường rất là nhiều. Nên là mọi người chơi thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0914727162 nha. Chậu này em chia sẻ với mọi người giá là 400.000 nha mọi người. 400.000, đây là một cái cây brass Mỹ ha. 400.000 cho một chậu brass Mỹ, rất nhiều thân. Cái dòng này anh chị bấm hai hướng thôi, bấm hai lá thôi là đủ nhân giống. Và lên thân nào cho hoa thân đó, lên như nào hoa thân đó, rất khỏe và rất đẹp ha mọi người ha. Chậu này là brass Mỹ. Tiếp theo em có một cái cây 351 mặt trời Việt Nam.
351 Mặt Trời Việt Nam đang có nụ như thế này để chia sẻ với mọi người. Nhưng mà nụ này thì em sợ là nó nở ra nó sẽ không đạt ha mọi người ha. Nó nhỏ đó, nên em sợ nó nở nó không đạt. Thì em bán chậu này cho mọi người sưu tầm giá là 400.000 ha. Nguyên một chậu như thế này rất là đẹp nha mọi người. 400.000 à 450.000 nha. Đáng ra là em sẽ bán 500.000 một chậu đó. Nhưng mà chậu này thì nó cũng rớt mất hai lá rồi. Chia sẻ cho mọi người chậu này là 450.000, 351 Mặt Trời Việt Nam, siêu đỉnh, siêu VIP Pro luôn. Hàng này hồi xưa cậu này là bán cả triệu, cái triệu không mọi người. Nhưng bây giờ thì nó có được khoảng, nó có ra tem rồi, nó vẫn mắc, nó có ra tem, nó vẫn mắc. Nhưng mà giá thì mình chơi được, chơi rất ok ha. Chia sẻ với anh chị chậu này giá 450.000 có nụ. Nhưng mà em báo trước cho mọi người là cái nụ này sợ nó sẽ không đạt, cho mọi người sợ rằng nó sẽ không đạt. Tại vì em thấy nụ nó hơi nhỏ mà có vẻ như là nó sẽ bị tật. Rồi, cây này bấm đi đâu hai lá rồi. Cây này là một trong những cái cây cực kỳ đáng chơi, ít người có nha mọi người. Tên của nó là Gen 24 Light Tainan City. Thì em chia nguyên chậu hoặc là chia hai lá nha mọi người. Để em nguyên chậu hoặc hai lá, tại vì cái lá này nó cũng đứng rồi, mình cũng có thể cắt rồi, cũng đứng rồi, cũng ok rồi ha. Nguyên chậu hoặc hai lá này, lá non này nó cũng đứng rồi, một hai bữa là ok, bung lá ok rồi. Để em ấy cái này ra. Ok. Cây này là một trong những cái cây màu của nó rất là đặc biệt. Và anh chị trồng đạt, càng đạt màu càng đậm. Nó là màu nâu đất mọi người. Anh chị thấy rất hiếm, hình như là hầu như là không có, đúng không? Không có cái cây nào màu nâu đất đó. Nhưng mà em, cây này là cũng từ vườn em mà ra mọi người. Cây này cũng từ vườn của vườn anh em sổ mà ra. Nên là mọi người cứ yên tâm, vấn đề chuẩn giống là mình cứ yên tâm ha. Rồi, đây, hai cái lá này em sẽ chia mọi người với giá là 1.500.000 hai lá ha. Còn anh chị nào muốn chơi nguyên chậu tác phẩm, chậu to, inbox cho em. Hồi đó cây này là không có ra ngoài thị trường mọi người, rất là ít. Mà em thì mình làm em mà, nên là mình được ưu ái, mình được một cái chậu để mình chơi. Thì nguyên chậu này chỉ mới có một nhát cắt này thôi. Nếu anh chị nào thích chơi chậu này, inbox cho em báo giá sau. Còn em sẽ bán cho mọi người hai lá là 1.500.000 ha. Hai lá là 1.500.000, ba lá là 2.000.000. Ai chơi ba lá thì chia ba lá, còn ai mà tay nghề ok chơi hai lá thôi cho nó nhẹ tiền thì 1.500.000. Còn nếu mà ba lá mà cảm thấy mà mình thích bự hơn, thích nhanh hoa hơn thì mình chơi ba lá, ba lá là 2.000.000 ha mọi người ha. Rồi, tiếp tục em sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người. Đây, mã 158 nha mọi người. Mã H nhân tướng. Mã H nhân tướng này, cái khuôn của nó vô cùng đẹp, to, rất to và rất là đáng chơi. Chậu 3 lá như thế này em chia cho mọi người giá là 1.800.000. Giá hôm nay nha mọi người, giá huy hữu, giá hữu nghị cho mọi người chơi. 3 lá là 1.800.000, rất là khỏe luôn, riêng và đủ mắt mọi người nha. Đây, đủ mắt nha. Anh chị thấy không, lá cuối vẫn trụ mắt. Hàng này là hàng chuyên cho anh chị mình chơi. Đây là một trong những cái cây hắc nhân tướng rất là đẹp mọi người, màu cam, nở tại nhà em rồi. Và khuôn hoa của nó rất là tròn mọi người nha. Khuôn hoa của nó là cực kỳ tròn và cực kỳ đáng sưu tầm luôn. Màu cam cũng rất là đẹp ha. Một hắc nhân tướng chứ, cái hai cái mã này hay lộn nha. Hắc nhân tướng cam nha mọi người. Hắc nhân tướng cam chia cho mọi người ba lá mà chỉ có 1.800.000 là rất rất êm ha mọi người ha. Anh chị yêu thích thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0914727162. Khuôn của thằng này bao tròn luôn mọi người, tròn mà rất rất là tròn, cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi. Anh chị thích thì cứ inbox và cho em xin số điện thoại. Em có một cái cây tím này nè, cây tím này rất là đẹp luôn. Bông nó to lắm mọi người. Nó lên được cái mầm. Cái tím này thì em sẽ chia sẻ cho mình
Cái này anh chị biết sao không? Bây giờ em bán cho mọi người hết chậu này hả? Tím này 13 xăng nha mọi người. Mã 162. 162 bông nó màu tím. Chia cho anh chị đây nè, cái của nó là nó bị tách ra hai góc. Tại vì em lấy cái góc này để em làm giống nè. Em còn như đây em làm giống thì em bán cho mọi người là 3 lá chữ T và 2 cái măng lớn là giá 1 triệu. Ha mọi người ha, giá cực kỳ êm. Hướng này đi hai hướng chữ T và đã lên được 2 cái măng rồi. Đó, chia cho mọi người 3 lá mặt bông màu tím, hoa to này giá là 1 triệu nha mọi người. Bông rất to, bông 13 xăng luôn. Anh chị trồng khỏe thì có thể được 14. Bông bói nha mọi người, bông bói nở ra đo là được 13 xăng. Nếu mà anh chị trồng khỏe, lực to đẹp thì có thể đạt đến 14 xăng, 15 xăng. Nhưng mà với điều kiện là mình phải trồng khỏe và trồng đẹp, cây ok mọi người nha. Chậu này em chia sẻ với mọi người một mã 162, 162 tím mọi người nha. Tím, giá em bán là 3 lá 1 triệu. Anh chị yêu thích thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0914727162 ha. Đó, cực kỳ êm và cực kỳ đẹp luôn, rất là đáng chơi. Có một cái cây này giá hơi rác một xíu nhưng mà nó rất là đẹp nên là em vẫn cứ lên cho anh chị mình. Nếu mà anh chị nào thích chơi cái hàng VIP thì mình cứ xem xét mọi người nha. À, 3 lá rin ha. 3 lá rin. Một mã này là mã 158. Mã 158 nha mọi người. Cây này cực hiếm và cực đẹp, lỗi mở rất là to và rất là đáng sưu tầm ha. Bông to lắm mọi người. Cây này là một trong những cây mắc tiền VIP nha mọi người. Mã 158 nha. Mã 158. Cây trồng bám rễ. Ok, rất là đẹp. Trồng cũng được độ nửa năm rồi mọi người ha. Cây rất cao khỏe. Em bán cho mọi người chậu này giá hơi cao một xíu. Ba lá này em chia sẻ cho mọi người giá là thôi bán cho mọi người 2,9 triệu đi. 2,9 triệu nha mọi người, thông cảm giùm em. Một lá đầu là 1 triệu nha. Em xin lỗi, em nhớ lộn cây. Cây này mắc lắm. Cây này em xin lỗi, nếu mà anh chị nào thích cây này thì ấy, em xin lỗi. Em báo lộn giá. Báo lại nha mọi người, một lá đầu là dạ 1 triệu nha mọi người. Tại vì em bán không có lời luôn á. Cây này em lấy là đã 2,6 triệu rồi, 2,5 triệu, 2,6 triệu rồi. Đó, chia cho mọi người một lá đầu này 1 triệu để mình chơi. Còn nếu mà lấy hết thì em bán lại cho mọi người giá là 2,9 triệu ha. Mắc mầm rất đầy đủ. Mọi người thông cảm, nãy em mắc, em bán giá lộn nha mọi người, mã này mắc lắm. Đó, anh chị này yêu thích thì cứ inbox cho em. Ở ngoài thị trường là người ta đã bán trên 1 triệu một lá rồi mọi người. Riêng cây này ở ngoài thị trường không có nhiều nhưng mà đã bán trên 1 triệu một lá. Đó nên là mình thông cảm giùm em bán lá đầu cho mình chơi là 1 triệu, nguyên chậu là 2,9 triệu ha. Anh chị yêu thích thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0914727162 ha. Rồi, hôm nay em like tới đây thôi. Rồi giờ em phải đi làm. Hôm nay không có ấy, giờ phải đi làm. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.